Rồi, bây giờ trước tiên là anh cho em biết tên của anh ha. Mình tên là, trong giấy của mình tên là Trần Thanh Dũng, nhưng mà cái này cũng giống như là cái kiểu như là nó không chắc có chắc ăn á vậy. Dạ. Dạ. À, không chắc ăn có nghĩa là do cái người nuôi mình khai lại anh á. Dạ, có cái kiểu như là do cái người mẹ nuôi, cho tới bây giờ bả vẫn còn còn sống, nhưng bả lớn tuổi rồi, cái kiểu như bả cũng không có muốn nói sự thật á, thành ra Dũng Dũng nghĩ là nó không có đúng sự thật là cái tên nó như vậy đó. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ thế này là anh xem thì anh nghi ngờ mình với cái trường hợp của chú Châu và cô Hoa anh ha. Dạ, tại vì nói chung á, Dũng không có thông tin chính xác, nhưng mà thứ nhất là muốn nhờ Tuấn Vĩ kết nối, đặng giống như kiểu như mình đưa hình ảnh mình lên, có thể ai nhìn coi nó có giống hay không, rồi mình mới 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 lặn ra được. Chứ còn cái thông tin của Dũng á thì nó quá ít ỏi đi, có kiểu là mình nghe một người trong bà con nói lại, chứ người mẹ nuôi thì không bao giờ nói á Tuấn Vĩ. Rồi, vậy anh nghe nói lại như thế nào? Anh kể cho em nghe cái cuộc đời của anh. Nó đơn giản là nó như vậy, giống như từ nhỏ tới lớn đó, người ta nói mình là con nuôi, nhưng mà mình không không có tin, không có tin, tại vì nó không có cái bằng chứng gì để tin đó. Cái sau khi mà thời gian mà trải qua nó cũng hơi lâu rồi đó, cái mình thấy được cái cách đối xử đó, thì mình tự nhận thức được mình biết mình là con nuôi đó. Thì có về mình đặt cái vấn đề đó thẳng với cái người mà mẹ nuôi, thì bà cũng nói quanh co, bà nói giống như là không phải như vậy, bà ở với một cái người hồi là lúc mà trước năm 75 bà ở với một cái người khác đó, rồi bà có bầu, cái bà mới trốn đi, bà mới trốn đi sau khi mà bà đẻ xong, cái bà mới trở về ở lại với một cái người cha hợp pháp á, của mình á. Rồi xong cái mới sinh mình về lại đó, bà kể câu chuyện vậy đó. Mà cái Dũng mới nghĩ là sao nó làm như nó không có hợp lý đó, thì xin lỗi như vậy là tại vì mình ở bên Úc á, cái mình mới trở về bên Úc, xong cái có cái, thì các ông già ổng vẫn còn sống mà ổng lại đi Mỹ đó, ổng đi viện HO bên Mỹ á. Cái xong cái thời điểm đó cũng 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 lâu rồi, cái Dũng mới gọi điện thoại cho ổng, Dũng mới kể hết cái câu chuyện vậy đó. Cái ổng mới nói không có đâu, bà Út này là bà nói không có đúng sự thật như vậy, thôi mày cứ cúp máy đi, rồi một tuần lễ sau nữa tao sẽ nói cho mày nghe hết là cái gốc tích của mày từ đâu ra. Thì trong cái thời gian một tuần lễ đó, trời ơi, mình ăn không được mà mình ngủ không được nữa, mình nôn, để cho tại vì 50 mấy năm hay 40 mấy năm rồi, thật sự cái sự nôn nao nó có lắm tiếng vậy. Và cái đến đúng cái ngày hẹn đó thì mình rất là nôn nao, để mình sợ, mình tại vì bên Úc với bên Mỹ nó khác nhau cái giờ, mình không biết bên đó là bằng đêm hay bằng ngày, mà mình gọi sớm quá đi á thì sợ làm phật ý ổng, ổng không nói ra. Thì cuối cùng mới canh canh xong mới mới gọi được cho ổng á, thì ổng trả lời cái kiểu như là trả lời một cái là mình giống như đất trời nó bị sụp đổ luôn vậy đó. Ổng nói thôi đi, tại vì bả sợ á, bả sợ là nói cái bà mẹ nuôi của mình, nó nói bả sợ á là bả không có nói ra đâu, tại vì bả sợ mình bỏ qua đi, mình không nuôi bả nữa, thì thôi mày coi như đó là một giấc mơ đi. Rồi ổng không nói luôn tướng vậy. Rồi cái lúc đó giống như là đất trời bị sụp đổ gì đó, mình hoàn toàn giống như mình gần gần sắp được vớ được cái tin tức đó, thì mình mừng lắm đúng đúng không tướng vậy. Bỗng nhiên nó tan biến mất tiêu luôn, cái từ đó cái sau cái nó bị rụi tàn luôn. Cái quãng một thời gian, cái tự nhiên mình lại gặp một cái người bà con, có nghĩa là bà mẹ nuôi của mình là thứ út, còn cái chị đó là con của người thứ ba, có nghĩa là chung dòng họ luôn vậy đó, chị em với anh của bà mẹ nuôi của vợ của mình. Hôm không biết sao cái tự nhiên bả lại có người con bên Úc, bả đi du lịch qua, cái tình cờ đi shop hai chị em lại gặp nhau, nhìn nhau,
thì bả mới kể như vậy thì Dũng mới thấy là hợp lý và có thể là tin được, tại vì chỉ chưa bao giờ nói ra cái chuyện vậy trơn, mà mấy chị em biết là chị em chứ chưa bao giờ có tiếp xúc, thì chị mới kể là gì khoảng đâu chỉ không nhớ rõ năm, nhưng mà Dũng nghĩ chắc là có lẽ là trước năm 75, nhưng mà không rõ là năm nào hết tướng vậy ha. Dạ. Thì cái bà mẹ nuôi của Dũng nè mấy qua nhờ bà, vì lúc đó bà ở trên đường Nguyễn Kim, thì bây giờ là Nguyễn Kim, đường Nguyễn Kim nó thuộc về quận 10 ở Sài Gòn á. Dạ. Thì bà mẹ nuôi mới kể với bà chị đó là như vậy, chị đó lúc đó chị cũng còn nhỏ khoảng chừng mười mấy tuổi gì đó, mà chị cũng ở trên Sài Gòn, mới qua nói với chị là như vậy: mày qua đi mày giữ giùm đi, tại vì tao mới sinh được một đứa con, mà tại vì tao đang đi giống như đang đi chợ trên đường Nguyễn Kim đó, thì đi thì có một cái người đó cứ ẵm con đi theo cái bà mẹ nuôi hoài, và cuối cùng quay lại hỏi chứ là muốn cái gì, thì nói là tại chắc bà này chắc bà cũng muốn sinh con nuôi gì đó, thì trao đổi sau đó thì cái bà mẹ nuôi mới kể với chị đó là như gì: bà thích con gái chứ bà không thích con trai đó, với bà nói là mình sao đen quá, chắc có thể là giống miên vậy đó, bà không chịu nhận đó. Rồi cái người mà ẵm cho đó mới nói là như vậy: không phải đâu, là tại vì tôi nghèo tôi khổ đi, tôi ở trước mái hiên nhà của người ta á, thành ra nó mới bị đen thôi, chứ không phải là nó là con của miên đó đó. Bà kể câu chuyện cho cái chị đó nghe như vậy đó, thì cái chị đó mới mới trường thật lên cho mình, thì mới biết được là cho ở trên cái đoạn đường Nguyễn Kim ở Sài Gòn có tin tức nó có nhiều thôi tướng vị. Dạ Vậy là cho ở đường Nguyễn Kim, và lúc đó thì anh có nắm được là nghe kể lại là khoảng bao nhiêu tuổi không anh? mình hỏi kỹ cái chị đó lại đó, thì chị đó chỉ không nhớ là được bao nhiêu tuổi á tướng vĩ, nhưng mà Dũng nghĩ là chắc khoảng trước năm 75, Trước năm 75 mà nói để mà nhận dạng đen đen giống con Miên thì chắc là cũng phải từ 2 tuổi đổ lên anh ha. Chắc là phải 2 tuổi đổ lên thì mới nó mới hình hài, nó mới mới đánh giá được là đen đen ha. không, nhưng mà lúc đó bà nói là mới có sinh được hình như là có 1 tháng mấy tuổi, 2 tháng tuổi gì đó, là bà kể lại chứ không biết cái sự thật nó nằm ở đâu nghe tướng vĩ. Bà kể là cho cái chị đó nghe, thì cái chị đó có đi qua giữ giùm, thì giữ giùm được 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 bao nhiêu đó, thì lúc đó cái chị đó là chỉ chưa có gia đình, mà sau khi chỉ có gia đình rồi thì chỉ có một cái thằng con trai năm sinh năm 74, thì có nghĩa là mình phải trước đó, nhưng mà không biết cái thời gian là năm nào, thành ra không có rõ được. Dạ cái tin tức có thể là nó có nhiều thôi, còn bây giờ mình hỏi bà các bạn hỏi đủ điều luôn, bà nhất định bà không nói, mai bà nói chỗ này mai bà nói chỗ kia, có nghĩa là bà hoàn toàn không có nói đúng sự thật vậy luôn á. Thật ra thì cái tin của anh Dũng thì nó hơi hơi khó xác định, khó xác định. Đúng rồi. Khó xác định lắm. Bây giờ chỉ dựa vào cái người trong cuộc á, ngày xưa cho con đó thì may ra nhớ được cái câu chuyện này thôi. Thứ nhất là cho ở đoạn đường Nguyễn Kim ở khoảng quận 10 đó. Thứ hai nữa là cái bà mà nhận con đó là muốn thích con gái chứ không thích con trai. Điểm thứ ba nữa là nói đen đen giống như là người người Miên, đại khái như vậy thì người trong cuộc thì may ra nhận ra. Còn nữa thì cũng hơi khó. Nhưng mà hôm nay rồi được tướng vĩ mà kết nối, thật sự cảm ơn tướng vĩ nhiều lắm, tại rằng như vậy là tướng vĩ nhiều lần dữ lắm rồi, thậm chí nhắc là cho tướng vĩ nhớ lại, vì có một lần lúc đó chưa có biết kết nối ra sao, có gọi điện thoại được trực tiếp cho chứng tướng vĩ, mà hôm đó là tướng vĩ nói tướng vĩ đi dẫn con đi nhổ răng vậy đó tướng vĩ, nhớ không? Rồi quẳng một thời gian cho tới bây giờ cái lại muốn bỏ cuộc đi, nhưng mà nhìn cứ cái clip này của tướng vĩ coi, cứ coi tiếp tiếp vậy đó, rồi cái kiểu như vậy là tướng vĩ hiểu được, thông cảm. Mình cũng hy vọng rằng nhờ qua cái kênh này kết nối của tướng tướng vĩ trên cộng đồng á, mạng á, thì hy vọng rằng biết đâu mình không có rõ nguồn gốc, nhưng mà nhiều khi được thấy hình ảnh của mình á, có thể là giống hay là nó mường tượng như vậy đó tướng vĩ, và mình cứ cầu xin ăn trên, hy vọng rằng có một cái sự mỏng manh nào, nhưng mà cũng phải nhờ cái sự kết nối của tướng vĩ. Ok anh, thì em nắm được cái câu chuyện của anh rồi. Thì em sẽ cập nhật lên cho anh theo như cái nguyện vọng. Thì hy vọng là có ai đó là người trong cuộc hoặc là có ai biết được câu chuyện này thì nói giùm với người mẹ.
Thì biết đâu được Dạ. rồi, do cái sự xoay chuyển của ơn trên thì anh may ra có nhận được gia đình anh ha. Dạ, nói chung là đêm nào cũng cầu nguyện, và giống như là hôm nay mà vừa nghe thấy tin tín dữ, trời chạy lăng băng lắm, anh không biết, cũng như là thật sự rất 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 là giật mình mà hết hồn, cái kiểu như mình không có định hình được á. Thành ra bây giờ đang đẩy cái máy đây, nhưng mà thật sự đang đang quỳ gối ở bên chỗ cái ghế đằng mà nói chuyện luôn, tại vì sợ là mất cái thời gian của Tuấn Vĩ, với sẵn hai không kết nối được đó, là không không có cái cơ hội. Tội Thành nghiệp. ra sẵn đây là thật sự một lần nữa rất là cảm ơn Tuấn Vĩ đã có chút thời gian để giúp cho mình được đưa 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 lên trong cộng đồng mạng vậy Vâng. đó. Thứ hai nữa, cũng có một đôi lời xin gửi đến cộng đồng mạng, thí dụ như ai mà có nhìn có giống hoặc là cái gì đó, thì nếu mà có đưa thông tin thì cái được có Tuấn Vĩ, thì ở đây cũng xin giống như hậu 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 tạ 1.000 đô Úc đó Tuấn Vĩ. Rồi thì cái yếu tố này cũng cũng quan trọng, vì đôi khi là có ai đó đang bận mà họ nghe cái câu chuyện này của giống như bà của bà hàng xóm này kia ví dụ vậy, thì họ đi đi nói giùm với mình anh ha, để em ghi nhận ở đây, rồi nếu có tin tức gì thì em sẽ báo cho anh biết nha. Dạ, cảm ơn Tuấn Vĩ nhiều ha. Rồi anh có giữ được hình ảnh này kia của cái lúc còn nhỏ hoặc này kia không anh? Không có Tuấn Vĩ, tại vì Có. hoàn đồng hầu như là bả đốt sạch luôn á, mà thậm chí á, theo như mà tìm hiểu thì cái nọ, thì trước đó bả có xin được, bả cũng có, bả không đẻ được, bả cũng đi xin một người, hai người con gái đó, thì bây giờ bả lấy cái ngày sanh tháng đẻ đó y chang với nhau luôn vậy đó Tuấn Vĩ. Rồi. Rồi vậy câu chuyện của anh thì em nắm được tới đây rồi anh ha. Rồi sau này có tin tức gì thì em sẽ báo cho anh Dũng biết nha. Cảm ơn nhiều lắm ngay Tuấn Vĩ, hy vọng là Tuấn Vĩ giúp đỡ giùm ngay Tuấn Vĩ. Vâng, ok anh nha. Rồi chào anh nhé. Xin chào, cảm ơn anh. Anh tên Nguyễn Thanh Sơn, ở thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Rồi hôm nay anh Sơn kết nối là để kiếm ai anh Sơn? Tàu. Anh muốn kết nối để anh tìm mẹ. Tìm mẹ. Vậy anh Sơn có thông tin gì về mẹ của mình anh Sơn kể cho em nghe. Nói chung là cái thông tin này thì anh mới biết cách đây 10 ngày thôi. Bao nhiêu năm qua thì lâu rồi, anh biết anh là con nuôi, anh biết từ năm 13 tuổi. Nhưng mà không biết một cái thông tin gì hết, nên không biết bắt nguồn từ đâu, nên không có tìm được. Nhưng mà cách đây 10 ngày thì vô tình là người người cậu á, người người cậu là em ruột của mẹ nuôi anh á, mới đến thăm anh. Rồi sẵn đó rồi hai cậu cháu mới nói chuyện, rồi anh mới hỏi ra là cái nguồn gốc của anh, thì cậu thì cũng không biết gì, nhưng mà cậu lại nói là theo cậu biết thì cái năm đó cậu mới có 15 16 tuổi thôi, thì cậu mới biết là bây giờ cậu biểu anh á là đi vào Thủ Đức hay là quận 9 để gặp cái người đó. Thì anh lại 10 ngày qua là anh gặp người đó rồi, để anh nắm được cái thông tin đó, là cái người mà anh mới gặp á, anh mới vào tìm á, thì người đó là dì, người đó là chị ruột của mẹ nuôi anh đó. Thì cái năm đó là mẹ mẹ nuôi anh nó là ở trong trường đô Phú Thọ trong Tân Bình đó, còn dì Hảo đó là ở Thủ Đức. Thì dì thì mới nghe được cái thông tin là có người cho con nuôi, mà cái người cho con nuôi đó là bà cô ruột của mẹ anh. Bà đi bán bánh bèo với là bánh bột lọc, là gánh gánh tới tận nhà đó, tới từng nhà để bán đó. Thì nói chung là bà đó bà mới nghe nói là thông tin, thì nhiều người xin lắm, rất nhiều người xin mà bà không cho, thì bà mới tìm những người đàng hoàng. Là cái năm đó là bà dì anh á là có thêm một cái tên nữa là bà Hảo, nhưng mà người ta thường gọi ở đó là người ta thường gọi là bà Nhơn. Bà Nhơn là
vợ của, có nghĩa là bà Hảo vợ ông Nhơn đó. Thì ông Nhơn những năm đó là ông làm trong ông làm cũng có dạng như là cũng có tiền, cái dạng như là cung cấp thức ăn gì cho lính đó. Thì bà cái bà bán bánh bèo đó bà tin tưởng, bà cho dì Hảo dì 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 anh coi như cho bà Nhơn đó. Dạ. Thì bà Nhơn là bà biết là mẹ anh đó, là lấy chồng 5 6 năm rồi mà không có con, nên bà xin anh là để cho mẹ anh, Dạ. cho mẹ anh nuôi. Thì khi xin anh xong mới mới được 2 tháng thôi, anh mới được 2 tháng thì dì xin anh xong rồi gọi mẹ anh ở trong trường đua Phú Thọ ra để bồng về. Rồi bây giờ thế Rồi này, nãy giờ thì em chỉ nghe anh nói về cái phía bên bên người nuôi thôi, chứ chưa nghe cái công kích của bên người người ruột. Thì bây giờ thế này, theo như thông tin mà anh trao đổi với em đó, thì là dì Hảo là vợ của ông Nhân, là người dì đã trực tiếp ẵm 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 anh về để giao cho người mẹ nuôi của anh, và người mẹ nuôi của anh là không có con vào thời điểm đó. Rồi bây giờ cho em hỏi đúng này, rồi. là vậy là anh Sơn là sinh năm mấy? Nói chung là cậu anh á thì nói anh là sinh 1967, là lúc mà bồng về nhà, là nhưng mà dì Hảo anh mới vào gặp á, thì dì nói là anh sinh 1968, Rồi. thì nó trong 2 năm đó Rồi. là nếu mà năm Mậu Thân á, năm Mậu Thân thì anh nói anh nghe là anh được mấy tháng đó. Dạ. Rồi cho em hỏi là Và ẩm ẩm từ ở chỗ trường đua Phú Thọ về, vậy thì ẩm trong cái trường hợp nào, và cái người mẹ đó ra sao, và có nghi ngờ người mẹ đó tên gì hay là quê quán thế nào không? quê thì là Huế hoặc là Quảng Trị gì thôi gì đó, À, miền nếu mà Trung. quê á Ừ. miền Trung. Nhưng mà người mẹ thì anh hỏi gì thì dì nói là dì không biết tên, chỉ có biết tên cái người mà đi bán bánh bột lọc, với là bà đó là tên bà bẻo hay là xẻo gì đó, bà nhớ không? Bây giờ người dì anh cũng 80 tuổi rồi, cũng bảy mấy 80 rồi, dì nhớ không có rõ, mà dì nhớ là bà bẻo hay xẻo gì đó, đi đi bán bánh bột lọc, đi bán bánh bèo rồi đó. Mà bà đó, bà bán bánh bột lọc đó là liên quan như thế nào với người mẹ ruột của anh? Là cô ruột, Cô ruột của là người cô mẹ. ruột mẹ, À, cô là ruột. người sinh. À, à. Vậy Rồi thêm một cái thông tin, là. thêm một cái thông tin nữa, như cái gì dì Nhơn dì nói á, là mẹ anh đến đến Thủ Đức, ở Thủ Đức không phải là ở nhà của bà cô ruột, mà ở nhà của một người dì với ông Dượng. Là ông Dượng ông đi lính năm đó, ông đi lính thì bà dì là bà đi theo ổng, bà vô ở trọ đó. Ở đâu ở trọ đâu, cái khu vực đó đó là ngay chỗ đó là gọi là khu vực Đại Đồng Thủ Đức, coi như là gọi bây giờ người ta cũng còn gọi là Đại Đồng luôn đó, bên hông chợ Thủ Đức á. Dạ. Vậy có nghĩa là do cái người cô ruột đó là giới thiệu à, cái người bán bánh bèo đó à? Người cô ruột của mẹ anh là bồng anh đi cho người 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 cô ruột là bán bánh cô ruột của mẹ anh là bán bánh bèo đó, Dạ. Bánh bột là lọc. người đó đứng ra cho, chứ không phải là mẹ anh đứng ra cho anh. À. Tại vì mẹ anh là cái người xứ khác đến đó, coi Dạ. như ở đâu á, Dạ. nên nên cái người mà bồng anh để cho người khác là cái bà xẻo bánh bèo đó, bà Dạ. xẻo bà bẻo, Dạ. tại vì bà là người buôn ở đó, bà ở lâu rồi ở đó, còn mẹ anh thì mới đến, bởi Dạ. vậy thì bà tìm được cái người tin tưởng để cho Dạ. đó. Dạ. Vậy là cái manh mối ở đây đó là kiếm bà xẻo. Bà xẻo hoặc là bà bẻo gì đó bán bánh bèo, bánh bột lọc này kia, bán bánh miền Trung á, đại khái vậy ha. Dạ. Coi như là kiếm được người thân của bà
bà bẻo hay bà chửi gì đó, người thân thôi, chứ còn anh nghĩ là bà bây giờ chưa chắc là bà còn sống. Dạ đúng rồi. Mẹ anh mới có 70 mấy tuổi thôi, Dạ. mà cái năm đó dì anh nói là nhỏ tuổi hơn dì anh, là dì anh năm nay là 78, còn mẹ anh thì chắc cỡ 75 hoặc 74 gì đó, hay là có thể dưới nữa đó. Nhưng mà giờ anh cũng nhờ Tuấn Vĩ với nhờ cộng đồng là cái thông tin của anh đưa ra như vậy, có người thân, người bà con hay là cháu hay là ai biết về cái thông tin này thì giúp đỡ anh đó, thì anh cũng cầu may thôi. Chứ anh thấy cái thông tin này thì nó cũng không có gọi là không rõ ràng lắm, Dạ. nhưng mà cũng coi như tha thiết là để tìm lại cái nguồn gốc để cho con cái sau này nó lại đỡ khổ, nó đỡ nó biết nó bị khỏi bị hụt hẳn Dạ. đó. Thì tại vì bao nhiêu năm qua thì anh sống với mẹ nuôi anh thì rất là hai hai mẹ con sống rất tốt, rất là hạnh phúc. Nhưng mà có cái là bây giờ cái nguồn gốc mình là mình phải tìm để cho lớp sau nó khỏi có bị lỡ nó chồng chất lên nhau là khổ lắm, nên anh cũng sợ. Ok anh, thì vậy là thông tin thì cũng không có nhiều. Đại khái là trong cái câu chuyện của anh thì có hai cái hy vọng. Hy vọng thứ nhất là bên gia đình mẹ ruột cũng đã nghe kể lại cái câu chuyện này. Thì bây giờ nếu mà có xem được cái sự bày tỏ của anh á, may ra thì bên đó lên tiếng. Đó là điều cái may mắn thứ nhất. Và điều mà may mắn thứ hai nữa thì có thể là anh giống những người con trong gia đình bên ruột thịt của anh, thì đã nghe được câu chuyện này thì bên đó sẽ lên tiếng để hy vọng là sẽ xét nghiệm ADN cùng nhau. Thì chỉ có hai cái khả năng đó thôi, còn cái tên mẹ ruột thì hoàn toàn mình không biết, và chỉ biết tên người cô là tên Bẻo hoặc là tên Xẻo, và nghi ngờ là quê gốc của mẹ là người miền Trung anh ha. Đại khái là như vậy. Miền Trung là chắc chắn rồi đó, chắc Dạ. chắn là miền Trung, tại bà Bẻo với cái bà Bẻo hay Xẻo gì đó đi đi bán bánh đó, đi đi gánh gánh bán khu vực Đại Đồng á, Đại Đồng Thủ Đức á, là bà Huế hay là người Quảng Trị gì đó Dạ. đó. Dạ, Bây giờ cái thông ok. tin này Tuấn Vĩ đăng lên rồi nhờ cộng đồng giúp đỡ, thì trước 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 mắt là anh cũng xin coi như là nếu ai mà có thể biết về cái thông tin của anh thì cho anh xin gửi tặng 20 triệu trước. Nói chung là đó là cái thông tin Dạ. là nếu ai tìm được nha nha Tú Vĩ. Có Dạ. gì Dạ ok anh, em sẽ chuyển tải cái điều này, thì cũng hy vọng là biết đâu được là ngày xưa có những cái bác mà xe ôm hoặc này kia ở khu vực đó chẳng hạn, là có biết được câu chuyện này thì người ta xác minh giùm mình, người ta báo cho mình, thì cái việc mà hậu tạ cho người báo tin nó cũng là một cái điều rất là cần thiết. Và khi mà kiếm được đúng người thì thật sự là con người là trên hết, còn cái việc đó thì em cũng xin ghi nhận anh ha. Dạ, được à, cầu tả này nhờ kia anh thì em cũng xin ghi nhận như vậy. nhờ ơn trên và cầu may để giúp đỡ mới tìm được, chứ cái này anh thấy cái thông tin Dạ. nó cũng hơi gọi nhỏ quá. Dạ, nó hơi mờ mịt quá anh ha. À. Rồi. Ok anh Sơn, rồi em xin ghi nhận cái điều này nha, rồi có tin gì thì em báo anh Sơn biết À, cái ha. gì anh cảm ơn Tuấn Vĩ rất nhiều, Dạ. hôm nay là kết nối với anh. Dạ. Anh Dạ. biết là kết nối với Tuấn Vĩ là khó, nói chung là anh biết là kết nối Tuấn Vĩ không dễ đâu, Dạ nhưng mà em anh nhiều cũng việc. may mắn. Dạ. Em nhiều việc quá, thấy anh cũng tha thiết quá, em tính là khoảng 10 ngày sau thì em mới có thể ấy, nhưng mà bây giờ em tranh thủ chút xíu em chạy ở trong phòng em đóng cửa đóng kính đây này. Nên là em đang còn ở ngoài quê á. Dạ. Rồi, trên tinh thần vậy đi anh ha, về có tin gì em báo anh Sơn hay nha. À, anh xin chào Tuấn Vĩ. Dạ dạ ok, rồi chào anh. Chào Tuấn Vĩ. Chị cho em biết tên của chị ha. Em tên căn cước là Bùi Diễm Thúy, là sau này mẹ mẹ khai sinh lại á. Dạ, bây giờ chị Thúy đang ở đâu? Em ở Bến Tre à. Dạ, chị Thúy được nghi ngờ là sinh năm mấy? Em sinh năm 1975. Dạ, rồi câu chuyện của chị Thúy như thế nào chị Thúy ha?
Cũng như trước đây á, là mẹ với ba quen nhau, rồi hai người sống với nhau như vợ chồng vậy đó, rồi sinh được hai chị em. Sau này mẹ mới phát hiện là ba có vợ có con rồi, rồi từ đó cái hai người mới chia tay nhau. Thì năm năm đó, năm 1978, năm đói đó, rồi mẹ thì đi làm thuê nuôi hai chị em, mà cứ nhốt hai chị em ở trên lầu đó, bỏ đó rồi đi ở, mẹ đi làm, rồi ai cũng sợ là nhốt vậy rồi chết á, rồi mọi người mới kêu thôi cho bớt chứ để rồi chết thì tội, mới cho em về dưới Bến Tre ở đây. Vậy là cái câu chuyện đó là chị nghe ai kể lại? Mẹ ruột, mẹ mẹ nuôi kể lại. Mẹ ruột. À, mẹ ruột kể lại. Vậy là hôm nay là chị kết nối, là chị kiểm tra. Không, nói chung là muốn tương dĩ tư vấn không biết như thế nào, cũng như sợ là nhiều khi ba đã có gia đình, sợ là nếu mà đi tìm thì liên lụy ba, nhưng mà thật sự là rất muốn tìm, muốn biết ba như thế nào vậy đó. Nhưng mà sợ là nhiều khi ba có gia đình riêng của ba đó, thì mình đi tìm thì ảnh hưởng tới gia đình của ba. Tại vì hôm trước đó, có coi xem chương trình của Thúy Dĩ mới nói cho mẹ nghe, nói giờ con muốn tìm ba quá, mẹ mới nói là ba có thương đâu mà tìm. Tại vì Bớt xúc động vậy. Mẹ năm nay là bao nhiêu tuổi? mẹ tuổi thìn 71 với 2 gì đó. À, 71, 72. Nếu vậy thì ba chắc là cũng cũng ba đương nhiên là lớn hơn mẹ hả chị ha? Không không biết bao nhiêu tuổi, Rồi có nghe mẹ nói ba tên gì không? ba tên Lê Văn Năm, Lê Văn Năm quê ở đâu? không biết rõ là quê ở đâu, nhưng hồi trước mẹ nói là nhà ở ở dưới chân cầu Khánh Hội hồi xưa, rồi khi mà làm người ta làm cầu đó đó, người ta mới giải tỏa, nhưng mà bây giờ không biết đi đâu luôn. Khánh Hội thì chắc là Khánh Hội Sài Gòn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi mẹ nói là ba đâu có thương đâu mà tìm, tại vì nhà ông ngoại hồi xưa giờ ở đó thì ba vẫn biết, nếu ba muốn tìm thì ba về. Vậy là chị Thúy là người em hay là người chị? Chị À, có người em trai, đứa em trai thì nó biết ba, tại vì hồi hồi còn nhỏ là mẹ cho rồi về cái này, thành ra ba có ghé mấy lần không biết, còn thằng em thì nó biết. Vậy là ba ba mẹ cho chị lúc năm 78. Mẹ nói năm đó thì lúc cho là 2 3 tuổi gì đó. 2 tuổi, bởi vì chị sinh 75 mà tới 78 thì là chị 2 tuổi. Nói là năm đó, nói năm đó thì năm 77 78 gì đó, tại vì còn nhỏ không có rành. 78 giờ là 3 tuổi, 78, 77 78 thì 2 3 tuổi đại khái. Nhưng mà sau đó đó thì là ba còn qua lại với cái người em, còn chị thì đã được cho rồi. Thì mẹ nói là ba có tới, ba nói ba tìm, mẹ nói là cho rồi, ba nói cho ở đâu ba đi tìm, mẹ nói là mẹ giận ba, mẹ nói là cho ở vùng kinh tế mới không có biết, rồi mất luôn tới giờ. Vậy là ba mẹ à, mẹ mẹ cho chị về Bến Tre. Mà may mà còn tìm được á Không, tại vì á hồi đó mẹ không có cho xa dưới này, mà có cái bà Tám, như là bà ở gần đó, bà ở gần nhà ông ngoại, cũng như là bà gốc bà là dưới Bến Tre này, bà có chồng về trên đó ở gần nhà ngoại á, gần nhà mẹ biết luôn, rồi bà nói là bà xin chứ bà không có nói là cho ở dưới này. ha. Rồi khi bà đó bà xin, bà đứng ra bà xin, nhưng mà bà lại được kêu mẹ dưới này là lên xin, tại vì cha với mẹ dưới này không có con. Vậy thì tuy nhiên là chị em của chị cũng gặp nhau, cũng 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 qua lại này kia. Anh làm ơn cho em mở cửa trong gái em cái nha. Tuy nhiên là vậy là hai chị em cũng gặp nhau thường và cũng liên lạc này kia chứ không có bị mất liên lạc đúng không chị? Dạ, thì cho tới năm em 17 tuổi em mới nhìn về gia đình.
Vậy thì ngoài cái vấn đề mà ba của chị tên là Lê Văn Năm ra đó, thì còn chị còn có thông tin gì về người thân nữa không? Ví dụ như là ông nội tên gì hay là anh chị em trong gia đình của ba tên gì này kia? Dạ không biết luôn anh, tại vì hồi đó mẹ nói là khi mà sống với ba là ông ngoại có cho nhà ở trên thành phố đó, rồi hai người sống trên đó thôi, rồi cũng cũng không có qua lại gì, mẹ cũng không qua lại gì với bác nội. Vậy hả chị? Dạ. Hai chị em thì sinh năm một, thành ra thời gian nó cũng không có dài. À vậy là người em trai là sinh năm 76. Dạ đúng rồi. Dạ. Ok chị, thì bây giờ chỉ có bằng cách là nếu ví dụ chị có nguyện vọng thì em đăng tin giùm cho chị thôi. Chị có căn cứ vào cái việc là ba của chị là tên là Lê Văn Năm. À, còn mẹ tên gì chị ha? Mẹ là Nguyễn Thị Kim Anh. Dạ. Dạ. À, còn tên của em trai chị? Em trai thì lấy họ mẹ là Nguyễn Thành Tâm, chứ À. không lấy họ. Dạ. Vậy là chị là chị Thúy, sinh năm 1975. À, có Nhưng một mà tên 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 của chị hồi đó ba đặt là Lê Thị Lan Phương. à Lan Phương. Là tên em chứ quên. Tên Dạ. em là Lê Thị Lan Phương. Dạ, chị nhiều tuổi hơn em á, em sinh năm 77. À. Dạ. Vậy là chị Lan Phương là sinh năm 1975. Còn người em là Thành Tâm hả? Dạ đúng là Nguyễn Thành Tâm. Thành Tâm là sinh năm 76. Dạ. Tên của ba là Lê Văn Năm, còn tên của mẹ là Nguyễn Thị Kim Anh chị ha. Dạ. Thì cũng hy vọng là qua cái thông tin này thì biết đâu được thì ba của chị có nghe được thì sẽ liên hệ rồi mới tính tiếp hả chị ha. Chị bây giờ chị đắn đo suy nghĩ, chị không biết sao. Nói chung là tìm thì muốn tìm mà cứ lo sợ như vậy. Vấn đề là gia đình của ba, với thứ hai là cứ suy nghĩ trong đầu, sợ là ba không thương, ba không muốn tìm, cứ suy nghĩ đắn đo hoài như vậy. Thành ra bây giờ cũng không biết làm sao, muốn hỏi tướng gì tư vấn giùm. Cái này chỉ có người trong cuộc thôi, em chỉ là cái người đưa tin thôi. Nếu chị có nguyện vọng đưa tin thì em đưa, mà còn nếu mà ngược lại mà chị không muốn đưa thì thôi, chứ còn tư vấn thì bây giờ em có đâu phải người trong cuộc đâu. Người trong cuộc mà chị còn có quyết định không được, mà làm sao mà em quyết định được cái điều này. Rồi ok chị, vậy thì khi nào chị có quyết định gì cho em hay nha. Chị nhắn cho em ha. Dạ rồi, dạ rồi, cảm ơn tướng Dĩ ha, Chào chị. thì chị nhắn tin cho tướng Dĩ ha. Dạ. Dạ. Anh tên gì và đến từ đâu anh ha? Anh tên Nguyễn Văn Tấn. À anh Tấn. Anh Tấn ơi, Sinh anh ngồi xích ra chút xíu đi, đừng có sát như vậy, nó không có thẩm mỹ lắm. Vậy được rồi, rồi. ngồi bình thường được rồi anh Tấn ha. Dạ rồi anh Tấn, hôm nay là kết nối để kiếm ai anh Tấn? Anh kiếm người thân À mẹ. là ai anh ha? Bây giờ anh trình bày vậy nè. Anh là Nguyễn Văn Tấn, sinh 1970, là gốc anh là hồi đó ở tỉnh Long An, huyện Tân Trụ á, xã quê Mỹ Thạnh. Là hồi xưa là lúc trước là cha mẹ của anh sinh ra thì anh không có biết nha, là nghe kể lại thôi, là cho cái người bán cá ở tỉnh Long An mới lọt lòng á, rồi người bán cá mới cho lại bên ba mẹ nuôi giờ nè. Nhưng mà đặc điểm là nghe kể lại thôi, nhưng mà thật sự bên đây người ta giấu nha, là hồi đó mới sinh anh ra anh bị ghẻ dữ lắm, nổi ghẻ cho cái người bán cá nuôi á, nổi ghẻ, người bán cá mới thấy vậy thôi cho sang tay lại người khác nữa, là mẹ nuôi bây giờ nè, là anh biết bên nội nuôi của anh luôn, là bà cô của anh là Nguyễn Thị Như ẵm về nuôi ở quê Mỹ Thạnh á. Rồi
cô là ẩm về nuôi là cô nuôi đó là Nguyễn Thị Như, ấp 5 xã quê Mỹ Thạnh. Dạ, bây giờ thế này anh ha, để cho nó xa cái sự việc đó, thì là em muốn hỏi về cái gọi là anh có biết gì về người mẹ ruột của mình và có nghe ngóng được cái gì không? Bây giờ đi đâu anh không có biết, nhưng mà anh chỉ nghe ngóng lại là cho người bán cá mới cho là bà cô á, Dạ. bà cô mới xin ẩm về là cho ba với mẹ nuôi, giờ là cái cô là cô thứ tư, còn ba mẹ nuôi giờ anh ở là thứ ba, đúng Dạ. không, người thứ ba. Rồi cho em hỏi thêm nè, là cho bà bán cá, vậy bà bán cá đó là bán ở chợ hay là cái bà đó nuôi cá hay ra sao? Bà bán cá ở chợ Long An. Bán cá ở chợ Long An. À. Dạ. Vậy thì cái khi mà cho ăn đó thì là vào năm 70 luôn, cho lúc sơ sinh hay là cho ra làm sao? Cho lúc sơ sinh Dạ. mới lọt lòng Mới lọc lòng là vào năm à, 70 luôn, 1970 luôn anh ha. 1970, nhưng mà cách đây khoảng 10 năm ông già nuôi anh còn sống á, là có người lại hỏi là anh có phải con nuôi không, ổng giấu, ổng mới nói là sợ anh bỏ ổng, ổng nói là không phải con ruột, phải không. Dạ. Thật là có người tìm, mà anh nói với tướng Vĩ là anh hiện bây giờ là không còn ở với Long An nữa, nhưng mà anh chuyển về xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang anh ở từ lâu rồi. Dạ. Là ông già nuôi anh là hồi trước làm việc ở huyện Cái Bè, hồi đi kháng chiến rồi về làm việc Cái Bè rồi về ở đây luôn, phải không. Dạ. Là bây giờ ông già nuôi cũng chết, bà già nuôi cũng mất luôn, nhưng mà ông giấu. Thật sự bên nội thì cũng bên nội nuôi và cũng còn đầy đủ, mấy chú mấy cô còn hết, mà mình biết vậy thôi, nhưng mà người ta cũng giấu mình luôn Dạ. đó. Hiện bây giờ là anh ở ngay chợ Tân Thanh nè, Tân Thanh của Cái Bè Tiền Giang, gần con Tấm Quế. Dạ, vậy anh ha. À. Rồi cho em hỏi nè, ngoài cái việc mà nghe nói là người mẹ ruột cho cái bà bán cá ra, thì có nghi vấn là người mẹ ruột đó ở huyện nào hay là ở xứ nào hay là có cái gì liên quan đến mẹ ruột nữa không anh? Bài đó, cái đó thì anh không biết, nhưng mà có thể là khu vực ở Long An, bây Dạ. giờ bay đâu anh không biết. À, không Dạ. biết bay đi đâu. Vậy là cái manh mối ở đây đó là chỉ có một cái đặc điểm là cho bà bán cá. Chứ còn Đúng, sau từ bà bán cá mà cho lại cái mẹ mẹ nuôi của anh sau này nữa thì chắc là mẹ ruột cũng có thể là không biết. đúng rồi. Dạ. Nhưng mà để mà lúc anh sinh ra nghe cái cô mà cô thứ tư sinh về nuôi đó, cô nuôi anh giờ đó, là cổ mới nói là ghẻ, nổi ghẻ, là cũng như là bà mới đổi tay là cho lại đó, cái Dạ. bà bán cá phải không, bà Dạ. đổi tay đó. Dạ. Bây giờ cái nguồn gốc mà ở ấp 5 xã quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, thì anh cũng còn nguồn gốc, ví dụ như cái sổ K3 hồi xưa của công an quản lý á, cũng Dạ. còn ở đó luôn, ở đó gần cầu ông Liễu. Dạ. Rồi bây giờ thế này anh, là cái điều mà em cần biết đó là em cần biết về cái tung tích của người mẹ ruột, còn cái chuyện sau này nữa thì nếu ví dụ như có ai báo cái gì đó thì em sẽ gọi cho anh, sẽ cho anh hay. Đúng rồi, Nếu đúng ai có lên tiếng rằng là ngày xưa tôi cũng có cho người con cho bà bán cá hoặc này kia vào năm 70 này kia ví dụ vậy đó, rồi. thì cái đó thì em sẽ báo cho anh nha. Rồi, nhưng mà anh nói với Dĩ nghe là cho đó là cái nguồn gốc là ở ở ở Long An nha. Dạ, em hiểu, ở chợ Long An. Đó, ở Long An mà thời gian anh về ở với bà nội với mấy cô nuôi á, thì ở xã quê Mỹ Thạnh, ấp 5 xã quê Mỹ Thạnh, huyện Dạ. Tân Trụ, Dạ. cũng tỉnh Long An. Dạ. Nhưng mà khi có gì Dĩ liên hệ cái số điện thoại này nè, Dạ vâng. là hiện giờ anh ở dưới Tiền Giang này, ở dưới gần ngã ba Thái Trung chỗ Tấm Quế Dạ. á. Ờ, tại vì bữa hổm anh có ra gặp Tấm Quế Dạ. rồi, Tấm Quế mới nói anh giờ chỉ có Zalo nhắn tin với em thôi, chứ anh điện hoài không có Dạ. Đúng rồi, phải báo ở bên được. Zalo thì em mới nắm được cái nội À, dung. nói chung anh không có rành cái vụ báo Dạ. Zalo. Dạ. Rồi số này của nhỏ gái
Dạ. Đó thì ví dụ anh cũng mong tìm được thì anh hậu tạ cho em ha, anh cũng thất lạc anh cũng mấy chục bài Cho người báo tin á, chứ em thì em không có thì nhận. cái chuyện đó ha. Rồi báo tạ người, người báo tin 15 triệu rồi. Thật ra thì cái này thì là mình cũng làm mang tính là để có ai có nghi ngờ trường hợp nào thì họ báo giùm mình. Rồi Cũng hy vọng là vậy à, mình tốt đẹp. anh hỏi vậy là thí dụ vậy mình dĩ có đăng cho anh nhiều khi nước ngoài đâu nó nhận được không Dạ, nhiều nói chung là em đăng lên thì tất nhiên là cả cả thế giới ai coi được thì là người ta sẽ coi được thôi. rồi. Cái mạng của YouTube á, thì là nó bao bao trùm cả thế giới, còn cái chuyện là người coi á, thì là vô chừng. Nói chung là cái duyên của ai thì may mắn á, thì người mẹ người ta coi được, hoặc là ví dụ như là có ai đó có trường hợp tương tự thì họ báo. Ví dụ như là có cái bà Sáu nào đó mà ta biết được, cái bà Năm hồi trước cũng đây cũng cho người con ở chợ Long An này kia, ví dụ dậy ngay phong phanh đâu dậy, thì cái bà đó bà báo cho người mẹ ruột biết, ví dụ vậy thôi. Tại vì nhiều khi mình cũng nghi ngờ không biết có đi nước ngoài hay không, mình cũng không biết. Thì chuyện đó thì mình không có biết được đâu, chuyện đó mình Đúng không rồi, biết. thấy anh hỏi thăm coi có ví dụ mình có lên đăng tin thì có đi ra quốc tế luôn không. Có nó bao 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 phủ cả anh, nó bao phủ cả thế giới luôn mà. Anh thì nói chung là anh coi cái mạng của em nhiều lắm, tại vì mạng anh coi coi vô tiếng á, từ hôm đó là anh theo dõi thôi rồi dài dài vậy đó. Mạng rồi Tống Quế rồi Rồi ok anh, rồi em Riêng. ghi nhận điều này nha anh Tấn nha, rồi có gì em báo cho anh Tấn biết. Rồi em báo qua số điện thoại này Rồi ok anh nha, rồi chào ha. anh nha. Rồi rồi anh cảm ơn. Cái trường hợp của chị đó thì chị nói là chị thấy nó trùng khớp ở những điểm nào về cái trường hợp ở Cần Thơ đó, chị nói cho em được biết được ạ. Chị thấy là kiểu như bà già nuôi ấy thì không có nói nha, không có nói lại khi mà má má chồng chị yếu tới ngày mà khoảng nửa tháng là bỏ mất á, thì chị hỏi á, thì má chồng chị có nói á, là tại vì bà giấu luôn mà không cho biết. Cái chị mới hỏi là tại người ta nói là ở ông xã chị là ở gần đây nè, gần nhà chị á, nhưng mà chị hỏi má chị nó không phải là của mợ hai quan, mà chỉ là ở ở miệt miệt dưới là Cần Thơ hay là biết thôi, chị cũng không rành cái mợ hai ở đó, chị không biết nữa, là chỉ biết mợ hai quan chỉ vậy thôi. Nhưng mà khi mà rồi nói là hả bà già chồng á, bà già má ruột của anh á là có 6 7 người con hen, 6 7 người con mà khi mất á, ấy em sanh ra khi ẩm tin cho khóc lắm, cũng còn nhỏ, còn mới sanh ra là đã cho rồi. Thành ra họ những thứ hai nữa đó là bà già ruột á của anh á là lớn hơn bà già nuôi ở đây là 3 4 tuổi gì đó, nhưng mà 3 4 tuổi thì má 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 chồng má ruột má chồng má ruột của anh á là bây giờ là khoảng là mới mất đây, hiện nay là nếu mà tính cái tuổi giờ còn sống nha là 87 tuổi, 87 tuổi là chị thấy kiểu như là cái anh hai đó, đó là khoảng 70 thì có thể là lớn hơn, là có thể là nó đúng đúng, tại vì theo theo như chị nhận xét á thì nó giống giống vậy, tại vì mình không giấu giấu dữ lắm, không có cho biết Rồi. tới khi gần mắt mới mới nói như vậy. Là khi đi đó là bà già cho bà già ruột á cho là có nó là đặt tên, nhưng mà hả có tờ giấy nữa, nhưng mà giấu hết là giấu xé hết là không không có để lại, mà hồi xưa là ảnh cũng có nói là tên của cái người cho đó là thứ năm hay gì đó chị cũng không nhớ, nhưng mà nhớ mãi mãi như vậy. Nhưng mà cái lúc mà tỉnh tỉnh mê mê mà nói không biết chính xác không thì chị cũng không biết nữa. Nhưng mà đó là má chị để coi thì như vậy giấu từ hồi đó đến giờ. Nhưng mà ảnh hồi xưa kiểu như sinh về á là bà nội kiểu như gia đình bên đây á là con mấy cô rồi mấy bác
thì tất cả đều đặt chữ T không hả? À? Chị nghĩ là sửa lại hết. T là như tâm, trường, là trừ, là những cái chữ T, những đứa con đầu 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 vậy đó, là T, chữ dằn cho dằn với nhau vậy đó. Thành thành ra nó không có đặt cái tên đó. Thành ra nhiều khi không về gia đình á, ảnh mà sau này thì ảnh học tới lớp 12, 11 gì đó mới làm được cái khai sanh, là lấy cái khai sanh của người em nuôi em con cô cậu á, là khi mà em cô cậu mất, bị bơm nổ, mình nổ mất thì lấy khai sanh nó ảnh học, chứ hồi đó về đây làm khai sanh không được. Đó, là nó khó như vậy đó, là lấy khai sanh của người em đã mất, người em cô cậu mất, là đặt cái ảnh. Thì sau này là kiểu như giải phóng vô cũng 5 7 năm rồi mới mới làm để khai sanh là tên của ảnh thôi. Vậy thưa Ừ. chị là ảnh sinh năm mấy? Theo trong giấy khai sanh á là 1965. Ừ, 1965. Còn anh hai hồi hôm chị coi á là 1968. Đúng Nó rồi. hơi khác. Đúng rồi nha. Nhưng mà theo chị thì là chị có khả thi là chồng của chị chính xác là năm 665 hay không, hay là có sự nhầm lẫn nào đó? Tại tại vì khai sanh nhiều quá, tại vì hồi hay học á là ảnh tên khác, rồi tới từng đi ấy là cái khai sanh khác nữa, mình cũng không biết được. Đó là chị cũng Vậy là 65. 65 là tên của cái người mà cái giấy khai sinh của cái người mất đó rồi làm qua cho ảnh, hay là sau này ảnh khai là 65? cái khai sanh thai lại là 65 rồi 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 khai sanh mắt đó là cũng như hồi đó đi học là tên khác, mà giờ khai sanh khác chị cũng không biết nữa. Tại vì chị hỏi ảnh có muốn tìm không thì ý ảnh nói hả, khi nào cha mẹ cần thì cha mẹ tìm, chứ chị ảnh cũng không muốn tìm. Mà chị coi cái chương trình này thì chị muốn kiểu như tìm lại cội nguồn có phải hay không vậy đó, chứ ý không không ấy nữa. Nó nếu mà người cho người ta biết cái địa điểm, biết gốc gác, còn mình kiểu cây cơi mình cũng không biết nữa. Nhưng mà theo như trong trường hợp này thì chị có khả thi nhiều hay không? Chị thấy kiểu như là một là ở miền Tây đúng hay như vậy, thứ hai nữa là lớn hơn cái tuổi của 5 6 người cho như vậy á, thì cũng giống như vậy, giống cái con, với lại cái có người con, có những người con lớn hơn vậy đó, là ảnh là người con út, thành ra người mẹ là lớn tuổi hơn bà má chồng của chị giờ. Vậy rồi hồi đó sinh là sinh ở đâu? Chị có nắm được không? Chị có không rành nữa, như nghe Cần Thơ hay Mỹ Tho gì đó chị cũng không biết nữa. Kiểu như ở đó bà mợ bà ấy là dẫn đi, bà già đi lên đó thì xin ẩm lên về, kiểu như hồi đó về đây kiểu như là bà cô chồng chị đó là con đông lắm, mà ở bên đây là kêu là nhận nhận con. Bây giờ thì chị sống ở đâu? Chị ở Phú Thừa, Long An. Ở Long An. Còn cái tuổi thơ của ảnh khi ảnh còn nhỏ thì sống ở đâu? Ảnh cũng sống Phú Thừa, Long An, tại vì chị có nghĩ là tại vì cái lúc mà sinh á là bà mợ ở ở miền đó đó, mở về có chồng về đây mới giới thiệu cái người đó, là người ta chỉ biết cái mợ đó thôi chứ không biết má chị. À, chị nghĩ như vậy. Vậy là ý là do cái người mở đó đưa nơi khác về ha. Dạ đúng rồi, nó có mà khi đi đó là má chị có đi theo, má má chị đi tới đó để ẩm về, nhưng mà ở đây bà dẫn đi. Rồi chị có thể gửi tới cho em mấy tấm hình của ảnh được không? Mà chị ấy như vậy nè, họ đừng có lên lên lạ mạng được không, kiểu như muốn ấy chữ ấy thôi Để em gửi rồi. cho anh coi thôi, gửi cho anh coi. À, Gia đình không muốn thôi, em không có đăng chi. nè, tại vì cũng bây giờ kiểu như gia đình nó cũng bình ổn, thành ra mình cũng không muốn, khi chưa có mặt được để có gì gia đình kiểu như nội ngoại hơi hơi phiền ha, để khi nào mình Ok chị, chị không muốn thôi, đâu có gì đâu. à. Ok chị, vậy thì nếu có tiện thì chị gửi qua cho em mấy tấm hình để cho em gửi cho ảnh, thì cho ảnh coi có cái nét nào hay không. Nhưng mà ảnh thì không có hình riêng, Không có hình ảnh riêng, không. hình nào cũng được, hình chung cũng được, tùy. À, Ok chị, rồi chào chị ha.
Ba chị, à, cảm ơn em. Dạ, con chào cô nha. Dạ, chào chú. Dạ, cô tên gì cô ạ? Trần Thị Sơn, ở huyện Đức, xã Long Hữu Đông. Dạ, tỉnh nào cô? Tỉnh Long An. À, rồi. Thì hôm nay cô gọi cho con là cô muốn bày tỏ về việc gì cô ha? Bày tỏ tôi có nuôi nhỏ con gái này, nghe là cái cô mà cô Thu như... á. Thu á. Dạ. Là nói ở cộng đồng công an cho gì đó là cái bà gì tôi ở thành phố á, ở quận 8, nói cho đầu đuôi cho chú ơi, cô nghe nghe. Dạ. Rồi bà mới đi buôn bán ở chợ Lớn Mới á. Rồi bà mới đi ngang bà cái đồn công an đó, nó ngồi nó khóc. Rồi cái ông công an đó, bà mới hỏi chú sao mà nó khóc quá vậy chú. Cái ông công an nó mới nói giờ nó người ta không có nuôi rồi bỏ đó, giờ nó ở đó là tôi nó khóc quá mà bây giờ ra mà bà có nuôi tôi cho bà nuôi. Tôi thì ở đây còn bà gì thì ở quận 8. Bà đi buôn bán ở chợ Lớn Mới á. Dạ. Đó là thấy vậy thấy cũng thấy bà thiết tha bà kiếm đó, thấy cũng tội cho nó mà thấy nó vậy đó. Dạ. Rồi cho con hỏi cô nè. Cho con hỏi cô là cái năm mà đưa em bé về từ đồn công an về đó là năm đó là năm bao nhiêu, năm mấy cô? Em gì không nhớ nữa mà nhưng mà chắc phải cũng bảy mấy sáu gì đó mà nó còn nhớ xíu à. Nó mới có mười mấy tháng rồi đó, bà bốc bún cơm ăn chưa rành đó mà. Vậy hả cô? Ừ. Thấy dạ. Vậy nghiệp thì thôi tôi cũng lớn rồi, với lại hai nữa nghe cái cô đó thiết tha tìm quá này thôi, hôm đó nay tôi cũng gẫn lự hoài tôi mới nói vậy rồi thôi. Nó nói giờ con có muốn tìm để mẹ lên chú tiến dĩ rồi con ấy đặng cho con biết các nguồn đồ này kia. Dạ. Rồi bây giờ chị ở đâu rồi cô? Nó có gia đình thì nó cũng ở gần đây mà đều ở trên xích trên chút gần dạ. Xã trên chút, còn tôi thì ở dưới Long Ninh, còn nó ở trên Nắp Trung vậy đó. Dạ. Vậy là năm nào là cô không có nhớ, mà đại khái là đi đi ngang công an quận 8 rồi thấy dạ. có em bé khóc là bé gái. Dạ, rồi nó cũng nhỏ à, bồng về mà nó cơm múc cơm ăn chưa rành, nó cũng còn nhỏ xíu à, cái mười mấy dạ. tháng nữa. Tôi nghe dạ. kể cái cô đó kể vậy thành thử cũng tôi nghe bắt tìm kiếm quá đi mà không biết là phải hay là không. Mà dạ. hôm đó những lựa hoài tôi thấy vậy mà nghe cái cổ nó nói vậy nghe, còn tôi cũng nói thôi để hỏi nó coi đồng ý thì mẹ cho con biết nặng nặng tìm coi phải nguồn gốc không, nặng sau này nó nặng có biết gốc cái nguồn rồi nó mới nói nhà qua thì nó cũng nó biểu con nó bấm mà nó không biết cách bấm, rồi giờ tôi ở đây thì tôi mới bấm lại cho chú vậy nên nó cũng gặp chú rồi may mắn. Dạ. Vậy là thông tin thì chỉ có vậy thôi phải không cô? Chỉ có là khoảng năm bảy 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 mấy đó là năm bảy mấy đó, Hòa Bình rồi hồi ra cũng ít ngày cũng đâu năm thứ năm sau chắc chẳng đó à hay gì nó sợ tuổi tỵ á. Dạ. Nó bị gì bồng về thì năm đó cũng không có để mình tính bà gì thấy vậy không có con mà bà bồng về cho nuôi vậy đó. Dạ. Rồi cái bà đi chợ Lớn Mới mà bà bồng vậy rồi cái bà thấy khóc quá rồi công an nó mới kêu, rồi bà cũng sợ nữa, bà sợ là con người ta bỏ rồi họ là này kia rồi bắt về thì sợ nên người ta ấy, rồi bà mới bà dì ruột bây giờ bà còn thì bị bà già lắm chứ phải bà còn mà bà biết bà nhớ thì được bà này tám mấy rồi. Dạ. Ở quận 8 bà đi buôn bán ở chợ Lớn Mới á, rồi bà mới thấy vậy ngồi ở trong trong phường công an mà nó khóc vậy, cái bà dì mới nói ủa sao mà con ta khóc vậy, mấy chú mấy ông công an mới nói bà có nuôi tôi cho bà nuôi. Dạ. Cái bà dì mới sợ là cũng bồng đi, sợ người ta nói à bà bắt con rồi vậy đó. Dạ. Cái mấy ông công an mới nói thôi giờ bà có bồng thì tôi mần tờ giấy tay bà bồng đi, chẳng có ai có cái tất cả gì bà bồng trả lại tôi. Dạ. Rồi cái bà dì mới đem về cho tôi, rồi tôi cũng không mình nghĩ thôi, cũng không có nghĩ năm nào đó. Rồi đã đợi cũng đi học mới xin bằng giấy mày tợ chứ cũng chưa có nghĩ lại nữa, thôi nuôi. Dạ. Rồi thấy vậy thấy cái cô đó tha thiết quá đi, rồi muốn cho nó tìm có phải gốc nguồn không. Dạ. Rồi. Dạ khoảng khoảng năm 77 78 gì đó hả, nghe cô
thì nó nói vậy thôi chứ còn cái chuyện đó chắc không thấy đâu, không thấy giấy nói đâu, tại nó đại người ta phóng bữa bà về rồi thời gian mới phóng đại đó, chứ còn chắc cỡ 76 bị trả lời cho đó cho nó còn nhỏ lắm. Dạ. Nói là thấy nó ở, nghe nó kể là cô nó ở công an, phòng công an mình thấy vậy, nó còn nhỏ xíu mà chứ không có lớn, nó cỡ mới vừa bưng lập đẩm bốc cơm ăn vậy chứ qua không có rành á. Dạ. Khác thôi chứ không có nữa. Mà gái thì nó nhỏ gái. Dạ. Cái chồng cũng gia đình cũng được, mà thấy nghe nói vậy tôi nói thôi con có ấy đi mẹ. Hỏi coi có phải lên phải vậy mà bà cười gì chị đó, tôi có nó đúng con không, nâng cho con thời gian con biết mẹ biết đồ. Dạ, thì con thấy nhắn ở đây là mình nghi là nghi con của cô Thu đó đó ha. À, vậy vậy đó, bị tôi coi hôm đó tôi coi cái kênh của chú dữ lắm, bởi ở nhà này ai trong ông ghiền mà bà ghiền tôi nào, tôi coi mấy cái đó đó, coi dữ lắm, tôi coi cái chú trong bằng đêm ngủ mà còn mấy tức giác con bắt coi nó đặng ấy. Dữ lắm, tôi thấy suy nghĩ cái cô đó kiếm con, tôi giờ tôi nghĩ là thế mà nó với phải cái cô Thu đó mẹ con thì không có nghĩ gì hết à, tôi không có nghĩ cái vụ mà nói vụ mà lên này lên kia. Dạ con hiểu rồi, không có gì mình kiếm lại chứ còn đây dữ lắm, tôi nói phải mà như mấy người kia thì tôi không ấy, mà nghe nói ở đầu công an mà ở Chợ Lớn mới đó. Dạ. Là nó bao nhiêu tháng bao nhiêu đồ đó, thấy vậy đó tôi nghĩ tôi sợ cũng nói là con phải con cổ hay là không để tội nghiệp có kiếm chỗ nấy có tìm lầm tìm đầu. Dạ. Bây giờ thế này cô nè, nếu mà phải con có Thu á thì là cũng tốt, mà ngược lại không phải con có Thu á thì mình cũng mình có nguyện vọng kiếm lại mẹ cho chị thì mình cũng nên lên tiếng. Nhỏ lớn giờ nói cho ngay, ở với tôi là sung sướng lắm, không có ai có chồng giờ cũng vậy, nó mà đều nhưng mà vậy muốn cho nó tìm nặng còn gốc nguồn bên gia đình bên đó đợi, chứ còn tôi nuôi thì rửa tương tiêu cho lắm chứ không có cái gì hết, được gia đình bên chồng vậy nữa, thương lắm rồi nghe vậy nó cũng không có nghĩ gì nữa. Rồi tôi mới về tôi mới kể con đến con này, bây giờ người ta tìm kiếm con thất lạc dữ lắm, giờ con có chịu thì mẹ đi tìm cho con, đặng con nhìn đặng có mẹ có con. Dạ. Đặng này nữa, đặng có chị em thêm nữa. Dạ. Rồi mới tôi nói lên, rồi bữa nói rồi nó cũng ngồi nó biểu con nó lên mà sao nó lên không trúng cậu hay sao đó. Dạ. Mới gia đình lên đây mới bữa lên nó lại xong hên đó, vậy là hên không chừng may mắn à. Dạ. Rồi để con xin ghi nhận nha, con ghi nhận để con sẽ gửi đến cho cô Thu xem. Thì nếu mà phải con cô Thu thì tốt, còn ngược lại không phải con cô Thu đó thì ai nghi ngờ con của mình đó. Nghe cô Thu nói vậy ra rồi tôi cũng mấy cái còn vụ mà nói mà suy nghĩ mà nói vụ lên là ấy này kia, tôi không nghĩ vụ đó đâu, tôi nghĩ là tình mẹ con là tìm lại thôi nha. Chứ dạ 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 không có gì đâu cô, dạ con không hiểu mà. Đời tôi nghĩ là chỉ lại thôi nha, đặng vậy đó tôi đặng cho cổ tìm để tha thiết tội nghiệp, với lại nữa nó cũng có muốn tìm đặng cho có gốc có nguồn vậy đó. Dạ cô gửi cho con mấy tấm hình của chị nha. Dạ vậy là để ngày mai ấy chồng. Dạ rồi ngày mai cô gửi cho con mấy tấm hình của chị ha cô ha. Tôi nay 72 rồi thành thử ra thấy nó cũng mấy nữa chứ giờ cũng cưng, cũng tương tiêu, có chồng bên chồng thì cũng ngon cũng mấy chứ không nhì ra vậy. Dạ, đó dạ. Cũng tìm vậy mà thấy nha, cái kể mà cái phường công an đó mà ở quận sáu ở Chợ Lớn mới đó là ngay cái chỗ tẩy thành thử bà gì là bà sinh ngay chỗ đó đó. Dạ. Ngay chỗ phường công an đó là ông công an ông cho bà. Dạ. Rồi ông công an nó mới nói rằng là bà gì á, bà nói tôi sợ bồng để rủi người ta nói ăn cắp con đồ ra này kia, bà sợ, bà mới ông công an mới nói thôi bà giờ bà có bà nuôi tôi mần cho bà tờ giấy tay bà cầm đi. Rồi bà gì mới thấy vậy tội nghiệp ông công an nữa, rồi mua cho ông công an một gói thuốc nữa hút nữa bị bà thấy tôi không con đó thì cái bà bồng gì nuôi. Dạ. À, kể vậy đó đầu đuôi vậy chứ không có gì cho giờ bà nói cho rồi bà bồng về thì dạ. Rồi con nắm được cái câu chuyện rồi nha cô nha. Con nắm được câu chuyện rồi. Rồi cô nghĩ đi ha. Rồi có tin gì con báo cho cô hay. Mắng vậy cũng ấy đi. Chứ giờ bà cũng lớn rồi, chứ phải bà mà còn nhỏ tuổi á, thì bà còn kể gốc nguồn từ đầu tới đuôi nữa. Bị nhiều dạ, về dạ. Thì về tôi thì bà kể vậy đó. Dạ. Bà về tới nhà là 8 giờ tối đó. Bà ở trên thành phố bà buôn bán rồi bây bồng về. Bồng về đây là 8 giờ tối luôn á. Ừ. Dạ. Vậy giờ nói vậy là liên hệ với cô Thu đó rồi coi đây là rồi. Thì ấy, thôi cảm ơn nha cậu. Dạ rồi con liên hệ với cô Thu xong rồi con báo cho cô hay nha.
Dạ, rồi con chào cô. Ừ. Dạ.